Ừ, không lẽ là người ăn mà cũng là vịt ăn đâu. Xin chào tất cả mọi người nha. Tiếp tục video hôm nay, gia đình Thành có chuẩn bị một một mâm ốc cu đen chấm với hai loại nước chấm này. Ốc cu đen là Thành luộc sả chấm với cơm mẻ nha mọi người, cơm mẻ sả ớt. Còn ở đây là một chén nước mắm mặn sả ớt luôn nha mọi người. Giờ gia đình Thành sẽ mời tất cả mọi người cùng dùng với gia đình Thành nha. Mời tôi cứu ăn. Vô đây mọi người, cu này là nãy còn sống bò nó ngon lắm mọi người. Đây trước tiên là mình phải bỏ đây mọi người, bỏ đâu đây, chấm ở đây mọi người. Đây mời tất cả mọi người nha. Hai ký cùng hai cái nhiều dữ ta. Gì vậy? Sao dân vô hè? Con chấm cái này vô còn đụng vô cái con hơi mắt cái dính. Cay rồi. Mấy chú này hết tài để xuống không? Có. Con chưa chảy nước mắt hả? Dân cái ớt này vô gì? Thôi rồi. Thay thay con mắt. Thôi đã. Uống nước cho hết à. Cô đang đồ nhái. Ốc cu này còn mới lắm mọi người, rất ngọt. Chăm sóc đều nha. Đều ốc ba quận không làm đâu dành nước lên cây rồi hết chưa, còn ra cô chết mắm múng rồi tí nữa thôi chảy nước mắt hết. Wow, mẹ ơi. Không, ốc này size này size trung, nếu mà size to, nếu mà tầm size to hơn á ăn được được. Còn ở dưới ăn không ngờ chiếc này cái bọc ớt này cay dưới trời, chắc con trái của nó cay kinh điển. Tại không biết ăn cay lắm. Rồi cay thôi nhẹ là kem cay lắm. Để cha đổi con khác cay lẹ luôn rồi. Con còn gác ở đây lắm nè mẹ. Nóng quá tí hết. Không. Con có này. Nước chảy nước nữa. Mình lấy đi. Thôi con đưa lấy được mà. Ừ, trái con chắc trái ớt tay. Đúng bà hả? Cái này mày xài bự bự chút á. Bỏ tiêu vô nước. Nước là ngọt ngọt, để chấm miếng tôm mẻ. Cay lắm cho ớt cay quá. Quá mẹ thử ngon mẹ. Ớt cay lắm này chứ. Cay lắm cho nào cũng cay. Mỏi ha, chua chua. Sao cay gì à? Sao chén này không cay? Ớt cay chứ. Quá, phải kẹp miếng sả vô nè. Ăn được pizza, pizza. Ôi con nó không qua máy nhà nó lên à. Đó. Kem ăn mấy con rồi con? Chấm ít thôi. Chấm nhẹ nhẹ trên mà sao cay khủng khiếp.
công nhận là ốc này nó đều phong ghê ha. Ôi ô ra nguyên vậy em xuống được khi cha gốc bên má mặn ra ghê vậy, ăn cái tay ăn tay dữ. Ấy sắp 3 lần luôn. Cho điều. Sắp 3 lần luôn tại vì nó không biết sao là nó không ra. Không ra là phải ra luôn. Ra luôn mới ngon. Nè chấm đây nè, có cay đâu. Cay trầu mới chấm đó té lửa. Con cũng vậy á. Thằng nào mấy cay. Nó quá mẹ ơi. Cài yếu mà đi sắc ớt. Mấy con vỏ ốc luôn kìa trời. Hết cay rồi nhưng mà vẫn gác tí. Ăn nữa không? Ăn nữa không? Ăn nghỉ rồi. Nghỉ rồi hả? Quá rồi. Ba bốn con ốc rồi. Ba bốn con. 2 kg. Nãy giờ qua ăn 6 con á. Nãy giờ cho con ăn 6 con á. Chạy mắt chạy mũi. Quên. Quên dục vỏ ốc quá. Bao quýt. Lâu lắm rồi mới ăn. Trời ơi, con này uống rồi đâu trời. Còn mấy con gì không? Hả? Mấy chưa có con nào ra. Uống đi. Làm như là đồ báo chưa tới thì sao? Gác không có lên tiếng nè. Ừ.
hai ký nãy nhiều lắm, ăn trôi dần. À, vậy mới ra. Bỏ đây. Và gan ẩn phê. Quá biết mọi người. Gì thơm này. Không dung trùng. Nãy là mua. Lúc nãy mua về là nó còn bò luôn á. Mua mình phải ốc tươi vậy đó. Nãy phải quay bò lên nãy. Mua phải mua ốc là tươi sống. Cắm này hoài, cắm này. Nó nồng á, cái mùi, cái mùi của cơm mẻ nó nồng lên. Biết chứ, tại không thích. Nói chung là mình không thích ăn cơm mẻ nhiều. Cỡ một rồi. Điều luôn. Điều không gì bằng. Con này cũng từ A tới A. Mạnh hơn, nó hết. No luôn khỏi cơm. Một dĩa ngoài quán ốc á là có 6-7 con thôi. Mà ở đây là nãy giờ biết bao nhiêu con. Vậy là một ký người ta bán biết bao nhiêu dĩa không thôi. Mà ở ngoài những quán ốc á là thường thường á là con nhỏ nhỏ thôi. Vừa vừa vậy không, ta bỏ tiêu vô cái là nướng, còn không là hấp thái, hấp xả, còn đa số hấp thái nướng. Con này ra chắc không biết ngay mà. Con này làm như nó khô nước, nó nằm mặt trên hay sao, khô nước nó bị dính cái gan rỗng luôn. Sướng không mọi người?
nếu mà mình biết cách mình lấy ra là hết như vậy ăn ngon. Tôi mẹ nãy giờ không đụng luôn. Đó. Cay quá. Làm miếng cho mẹ lên đi. Mẹ còn cuối. Chào bạn. Nè, người con. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Ẩm thực Thành Vlog. Xin cảm ơn các bạn.